Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng xác nhận đang xem xét kỷ luật ông Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu và nhận định ông Hưng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Theo thông báo kết luận cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, ông Hưng đã vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đồng thời vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Vi phạm của ông Hưng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Hưng, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng trước đó đã báo cáo lên Thành ủy Đà Nẵng việc ông Hưng bị tố cáo nhận số tiền lớn từ bà Trần Thị Phương Dung, 48 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, và hứa xem xét thực hiện thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất hơn 400m² tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu cho bà này. Sau khi xác định hồ sơ của lô đất không hợp lệ, ông Hưng đã trả lại tiền cho bà Dung. Tuy nhiên, bà Dung cho rằng Hưng đã trả ít hơn số tiền đã nhận.